cú mèo. Loại này có tai các bạn. Quê mình có hai loại, loại cú mèo. Loại có tai và loại không có tai. Đây con này còn nhỏ nên chưa mọc tai. Sắn trồng vụ mới các bạn, tốt như này rồi này. Chiều có khi làm cái ấy đi, làm cái màn đi, chụp ruộng cạn nhỉ. Nhiều cho cháu phết đấy, ui bay đây này. Chắc phải đi soi đêm. Ấy cho cháu bay này. Cò thôi, không phải cuốc. Ui nó bay xa lắm. Trên kia lâu rồi đàn chó này mới được khởi động lại. Có con thì béo, có con thì nắng không ăn được nó cũng gầy. Con đấy cò thôi. Không được rồi. Đậu ngay kìa, đậu trên cành chè. Xuống rồi. Cò nâu thì không ăn nổi các bạn ạ, chỉ có cuốc thì may ra đuổi được thôi. Cò nó bay xa nó mới, vừa bay xa lại vừa bay cao thì nó mới rơi xuống. Xin chào các bạn nha. Đây ở quê mình đây các bạn này, gặt xong hết rồi này. Hôm nay hai anh em với Út là bắt đầu cho đàn chó để ra đồng này các bạn. Đi săn đuổi các thứ linh tinh là xem hôm nay có bắt gặp được con gì hay không. Châu chấu thì lúc nãy mình quan sát là thấy nhiều rồi. Chim chuột các thứ thì chưa thấy. Sáng nay nắng cực sớm luôn. Giờ mới 7 giờ mà trời trong veo. Sao lại có con vịt con của ai kìa? Có một con đấy nhỉ? À, cái con vịt này chắc của ai nó yếu. Ôi, con này con ấy rồi. Chim cút rồi, con cút rồi. Hạ vô đấy rồi. Ôi, một con cút bên trên đấy luôn này. Đấy, trước mặt đấy nó kiểu gì chạy xuống nóng lùn đi đúng không? Đây bay rồi. Ôi lại hạ xuống dưới rồi. Giữa đường chèo quá đó. Ở chỗ đấy nó. Ui kìa. Ui ui ui. Là hại chỗ kia rồi. Quanh quẩn đây chỗ này nó hốt. Đây từ chỗ này này. Bay qua cái nhà kia và sang bên kia này. Còn mình tận bên trên nương chè này không quan sát nổi. Vào đi kiếm cái khác vậy. Nước ngô này có cho cháu không? Đá già chắc nó cũng có.
Phú Tín ơi, trên kia. Nhìn này, con lúc nãy anh khó đuổi nhỉ. Con đấy nó không phải là con chim đa đa đâu các bạn. Nó là con chim bọn mình hay gọi là con chim cút. Con đấy nó hay ở nương chìa. Hàng chuột các bạn này. Đấy, lì lắm này. Lối đi đây. Cái cỏ này là ở quê mình là hay hái cho lợn ăn đây các bạn này. Gọi là cỏ vừng này. Nhiều lắm, hẳn một nương sắn rộng như này. Cái này nó mọc tự nhiên thôi. Con bịp bịp. Ôi. Trang trang bên kia luôn. Mùa này bị khó ăn thật. Chẳng nhẽ hôm nay đi xịt à? Cái này là dây cây cái củ 30 các bạn. Cái củ mà lá nó sai sai ấy. À cái quả nó sai sai đấy. Đây này. Thân dây, lá này. Quần hùng hậu này mà không có cái gì. Gà rừng mùa này nó bắt đầu nó im rồi các bạn. Mùa này bắt đầu là nuôi con. Nó chả bới máy đâu. Nó chỉ bị ăn lắp ráp một thôi. Đi vào hàng cây này nhìn đẹp thật. Đây các bạn này, nhìn thấy này. Hai anh em bọn mình đang đi, có nghĩa là đứng cao. Cao hơn so với những cái ngọn núi ở gần đây. Ví dụ ở dưới này các bạn nha, là người dân bọn mình ở này, làng bản ở dưới này này, dọc dọc xéo những cái quả nương chè tròn tròn kia. Nhưng mà chỉ thấp hơn cái đồi kia thôi, với cái đồi này thôi, cái chỗ anh em bọn mình đứng ấy. Tức là đứng cũng cao cao thôi. Đấy. Mọi hôm bọn mình là sống trong rừng là ở trên những cái quả đồi cao cao kia các bạn kìa. Xa xa kia kìa. Giờ đi xuống thôi mọi người ạ. Ui, đi tận dưới kìa. Có nước chưa? Ít. Ít nước á? À? Ủa, các bạn. Ừ. Ai... Có một gốc chanh các bạn. Chứng tỏ là cái này nó ở rừng thì có cần phải chăm sóc gì đâu nhỉ? Có tự có quả đây này. Mà còn sai chứ các bạn. Đây. Gốc này chắc phải đến hàng. Nếu mà nó lớn thì chắc phải đến hàng tạ quả. Hàng tạ quả mất. Bổ thử một quả thế nào ấy. Để hôm nào nếu mà sợ người ta khai thác mất đấy. Mình ấy đi. Đào lấy nào. Bổ quả này cho nào. Bổ quả này ra. Tôi thử vặt một quả cho mọi người xem.
Ôi, nhiều nước phết rồi này. Quá nhiều luôn đúng không ạ? Bay ở mầm này. Đấy. Đây nhà mình có mấy cây vải chín. Được cái vải năm nay là nó không bị thối ở phần rốn. Không thối phần rốn các bạn. Ngon lắm. Dài lắm cây kia. Làm quả xanh xanh này xem nào. Không thôi phần rốn tí nào các bạn. Cây kia cũng xoài, bên dưới kia cũng xoài. Hai anh em hôm nay không may các bạn ạ. Bọn mình có chuẩn bị một ít tằm các bạn. Hai anh em sẽ làm món tằm. Sâu tằm gói lá chuối nhá. Trong này út đang xử lý trong này. Con này nó rụt rồi các bạn ạ, chứ không phải là tầm mới chín đâu. Nhả tơ hết rồi. Thịt gà chết canh hết nhỉ. Tăng rụt. Con này con người không ăn được đâu các bạn. Dị ứng, nó cũng là dạng con sâu thôi mà. Tầm mới chín ra thì bán rẻ hơn. Nam đi tìm thử cái sâu năm ngoái mình chèo có khó như nhỉ. Còn cái tầm mà nó nhả tơ như này thì bán đắt hơn một chút. Còn một cái loại nhả tơ nữa nó lại còn đắt hơn. Không, có một loại cắt từ trong kén ra ấy. Loại này vẫn chưa phải loại cắt từ trong kén. Cô lại nhỉ. Không ngon. Con này không là cần lấy tiền để ăn tằm. Con này đắt đấy, không phải đơn giản đâu. Con này bình thường là 80.000 một cân, 90.000 một cân. Là tằm mới chín. Cháy. Vậy là có món tằm rồi nha. Cho thẳng vào giữa bếp luôn các bạn ạ. Cho nó chín nhanh. Tằm nó cũng chín nhanh. Mọi người còn ăn sống được mà. Quá đúng trường. Một ngày tạch nha. Một ngày tạch các bạn ạ. Lại là mình đây nhưng lại út có thêm một chật gà rừng mới nở các bạn ạ.
Có 6 con nhưng mà buổi sáng nay là chó nó ăn mất một con. Đây là lọt được. Trận này có 6 con thôi. Đây này. Lọt ra đâu, còn có 5 con. Ờ, 5 con. Vừa nở xong. Hôm qua hôm nay được ngày thứ 2. Chỉ có con chó ăn nó chặt lại ăn và rõ ràng 6 con. Ung một trứng à? Trận này là 7 trứng các bạn ạ. Đứa đầu tiên. 7 trứng thì nở 6 con, chó ăn mất một con thì còn ở đây còn 5 con. Con này hôm nay trận đầu tiên thôi. Trận hay bắt từ rừng về bây giờ nó lớn bằng như này các bạn này. Đây là hai con đực, bên trên này là một con cái. Đấy, bên trong cái con nhỏ này là một con cái. Đây là con trống. Con trống, gà trống. Còn 4 con nhưng mà 7 con kìa. Đấy con gà trống. Bên trong là con gà mái nhá. Bên trong cái con nhỏ nhỏ con trống này. Đấy. Đấy, đây con đấy cũng là con trống. Đẹp nhỉ Út nhỉ? Con này đang ấp 5 trứng mà. Con này ấp 5 trứng à? Nhưng nó cũng đẻ ít nhỉ? Thế thôi. Con này chưa đẻ Út nhỉ? Còn đấy hôm nọ vừa bẫy về đây. Chắc có đẻ nữa con này. Sang năm. Con này ấp mấy quả? 4 trứng. Con này có 4 trứng thôi á? 5 trứng, ung mất 1 trứng. Đấy Út thử bắt một con gà này này. Ung béo khê. Nhưng mà lắm con mò quá Út ạ. Gà rừng đấy. Ở rừng nó không có mò thì ở nhà nó có nhỉ? Ừ. Này con đực à? Được. Con đực hay con cái? Đực. Ơi con đực đây này các bạn này. Cái phần cổ nó sắp đỏ này. Kêu cái gì? Kêu cái gì? Chân nó đen nhỉ. Ủa lắm mò quá nhỉ. Nạt nhỉ. Ừ. Nạt này. Cầm, từ từ đã. To phết, to nhanh nhỉ. Nó nọ cái. Đấy. Con này là con đực nhá. Con cái nó không, cái phần cổ này nó không đỏ đâu, giữa cổ này này. Thả ra phát là nó bè. Thả ra. Bay nó, bay ghê lắm. Ổn chưa? Nghe dẻo chưa nhỉ? Sôi trong chưa? Chín rồi. Ra nước. Úi dồi. Em nhắm nước lông mình rửa. Wow. Nóng thế. Các lá trong con lành nhỉ. Wow. Ba lá đúng không? Wow. Chín rồi. Không. Wow. Bỏ bớt lá đi. Chín rồi. Chín rồi. Thơm đấy nhỉ. Thơm lá chuối. Nóng quá. Béo không? Ngày lại có ba mẹ con chiến đấu thôi. Tạt ít tinh bột. Gấp thử một con cho mọi người xem này. Hai con đi. Ủa thơm lá chuối lắm. Điểm nhấn của nó là mùi lá chuối thôi. Đây này. Thơm. Bia cỏ. Bia Hà Nội. Bia này chẳng biết dưới xuôi có bán không nhỉ? Bia Việt Hàn này, này. Đấy, cơm này. Canh rau ngót này, tằm này. Bia này, mẹ uống. Đi tán bọt thôi. Một bia chứ một bọt thôi. Đũa út đâu. Nào, mời đi. Mời mọi người nhá. Mời mọi người nhá. Cả nhà đi. Ngon quá, làm ba rồi. Ai à? Thử xem là vừa mắm vừa muối không?
con này chưa gọi là tầm rụt. Chưa phải rụt nhỉ? Chấm quá. Còn tơ không? Còn tơ ạ. Vẫn còn tơ à? Dìa thì không con nha. Dìa thì không con nha. Hết tơ rồi chứ? Có à. À. Nhưng mà sắp rụt rồi. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Đấy. Chấm. Con này cũng béo phết nhỉ. Tầm này uống bia cũng hợp mẹ. Vậy đơn giản không? Nếu mà mình luộc nó lại còn hợp hơn. À buồn quá. Mà nhìn cái lông chân của nó này. Khó chứ nhỉ. Đây. Đây. Nhìn kỹ ở đầu chân đi các bạn này, giữa màn hình. Sao gióm được trước đấy. Chưa phải mùa này. Giáp Tết thì sao chứ. Ngon thế. Mình mới nuôi, năm nay phải nuôi ít. Mỗi năm là út hay nuôi. Nhưng mà mấy năm nay chưa nuôi. Hả? À, năm nay chưa nuôi. Ôi, uống bia cay. Thử chấm mũi. Về đích. Về đích. Ăn như lợn luôn. Ngủ ngạt luôn. Ngon. Ôi, làm một cái nữa thì tổng kết nha các bạn. Ăn cơm nữa. Hai con đi. Úi, sướng đấy. Hôm nào làm bữa tổng tầm rụt với lại nhộng của nó. Mình chưa được ăn con nhộng của nó. Nhộng nó ăn hôi. À. Nó béo hơn nháp. Kiểu sắp thành bướm ấy nhỉ. Nhộng non kìa. Mình xin phép được kết thúc video này ở đây. Nếu các bạn thấy video anh em bọn mình hay thì ủng hộ anh em bọn mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên để lại bình luận của mình ở phần cuối cùng của video này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ anh em bọn mình. Chẳng bia ra nhỉ.